Lần đầu tiên nha. Đòi cái mặt móc của mình. Đây, quay quay tao ơi. Đây. Đó chưa? Nè, có rồi á. Đây là một tấm vé của Bình Châu. Nhớ nha các bạn. Lật ngược lại. Đây tấm vé của Bình Châu, vé 30.000, đây 82. Đây. Đây của bạn Hoàng. Đây là của bạn Tính. Bạn Tính thứ hai vé luôn. Đây Tính đi hai người. Ha, quay. Đâu Tính đây hai người đâu? Ba đứa rồi có. Ba nè. Ba đứa mà có 4 tấm vé à. Ba đứa mà tới 4 tấm vé luôn. Bây giờ ở cho bạn rồi. Bao nhân viên đi vô luôn. Đó, vô. Đây. Ai xếp hàng đi, một vòng nhìn trước thẳng. Vô đưa em. Cô vô làm bên trong mà vô có tụi mình là rộn ràng rồi. Có người ta bầu. Tao giờ tao có chuyện tịch nước à. Cái gì? Ê, bạn có thấy bạn đi. Sao lại? Sao lại đang sao người quay phim mà sao đi chót không vậy? Đi trước đi lôi. À dạ xin lỗi. Quay phim rồi. Rồi, quay phim đâu? Biết rồi, biết đồ vô hay luôn chứ mấy là dơ nữa. À xin lỗi để cô Tín đừng có rồi nhóc nhìn nó lo to lớn mấy anh em mà cứ ở đây lại đi đây quanh từ tao bình sao mới bình luận không kịp nói rồi đi luôn đi đây ơi mình phải lên trên đoàn trên từ đợi tao nữa. Cái hồ xuống mơ rồi vô chơi. Hồ xuống mơ. Cái gì? Từ từ chú Hoài thú chụp sao? Kè trên kia có con ngựa kìa. Có gì mà nó đi kìa trên trắng. Ôi cái mặt đồ trắng tao tưởng bác sĩ. Thà luôn. Sao giật vé rồi? Hả? Chục vé chứ để làm gì nữa. Giữ thì mình trao. Trời khó mang giúp má khó lắm ha. Đại ca Quốc rồi, top sau rồi hả? Khoan từ bao nhiêu cảnh đẹp rồi em vô đứng. Ê, chụp chiếc lửa ra. Chiếc xe đó nắng cái gì. Thôi lắc hồi vành lại đi. Ơi, có chiếc xe ngựa kìa. Ông mày cái gì đọc chiến mày? Đọc chiến là sao mày? Đẩm thật đọc về chiến á. Là chiến có đọc. À hai bà diễn tả chèn vậy đây là giống lắm á. Cái mặt tao chi vậy? Chỉnh này chi vậy? Có đứng hứng thì bớt, ừ, chết. Có người đứng vô. Mấy cái đầu nhét cho tay. Nè, mày ngồi lên đây nè. Mày ngồi lên đây nè. Bắt tay kia kìa Hoàng, bắt tay. Tao kìa. Tao ngu quá à. Mày ngồi lên đây nè. Gương nguy hiểm lắm. Ai biết được nó có linh hồn thiệt là chết luôn á. Mày ngồi lên tay nó nè. Mày tính. Mày mượn hai mượn không chơi nhỏ nhỏ. Ở lại. Trời ơi quỷ á. Mày nhân tập gì mà cái gì. Nồi nó nóng. Đi. Bò thì tin thôi mày. Ai vậy? À? Phụng Vân chơi, cho cậu trả lời đi lớp sao? Đi chơi lớp em thấy sao anh Quốc? Thì nói chung thì anh lần anh được đi chơi lớp em á thì anh rất là vui. À. Nói chung á, lần đầu tiên anh biết tụi em nhưng mà chơi vậy rất là hòa đồng, anh rất là vui. Dạ. Đúng không? Rồi. Nhưng mà có dịp nào đi á thì cái hú anh. Rồi, ok. Sẵn sàng. Rồi, ok cho. Có ai ủng hộ không? Có ai ủng hộ đi, cho vào mắt tay ơi. Giờ tới khu vô mua quà tặng. Ai thích mua gì mua, ai không thích mua thôi đứng ngắm. Đồ thi công rất tinh tế. Rất tỉ mỉ. Coi cho con hẹn qua. Mà có một cái à. Đồ tao thích cái này nè. Cái nào? Tính thích cái nào tính chị lại coi. Thích cái này nè. Đâu? Cái này cũng được. Trời thích cái này hả? Yên tâm. Và bữa mốt lớn lên mày có con mày sẽ được một bộ. Nghe mày làm ghê không? Nhìn thấy hơn cái bôi. Sơn đang nghiên cứu mua gì cho bạn gái thì Sơn? Cho ông nội tao, cho bà nội tao. Bà nội gì? Quay cho bà nội. Ăn kem gì? Tao thích uống nước bây giờ khác chứ. Giờ khác nước còn chết rồi ăn kem nữa. Có nước không anh? Đâu anh? Đâu anh? Cho em lấy cho.
Anh Quốc, anh Quốc cho hỏi uống nước gì mà lạ vậy? Nó sang Quốc. Everest. Nó chậm. Anh đang định giảm cân hả? This is the very last look ever. Sao nước gì? Nước này là dành. Để cho người ăn kiêng á mà. Bạn cứ qua bằng tính uống thử là biết cảm giác nè. Cho biết cảm, cho biết cảm giác đi. Nhìn cái mặt đó là hiểu rồi. Này là soda ăn kiêng. À. Vậy là anh Quốc đang có ý định ăn kiêng. Anh xin lỗi gái. Đây bị ẩu dám. Được rồi. Mà cũng vậy để dễ bị liệt dương. Vô em là chết rồi. Vô em vậy là chết rồi. Không có tay luôn giờ còn đau. Ăn máng hơn. Ăn máng á. Dạ tôi theo thôi rồi. Cái máng đỏ hơn cái thao á. Cô Hà ăn gì ta? Không, Hà ăn tính bằng đơn vị nồi. Ăn mất cái hà thôi á. Dạ. Cái mứa là thứ tội đó là nặng hơn nữa. Dạ vô. Cái gì? Bởi vì ở đâu đây cũng vô. Trời. Hai anh chị dành nhau ăn hoài. Có hai nhiều chuyện đứng làm kỳ đại. Ôi xe lửa rồi. Nhưng mà cái này con gái nó thích không có cảm giác mạnh. Đấy là được. Nó dân hỷ. Nó về nó hồi. Còn đại nam. Không đủ luôn. Anh đủ đô ăn hả? Trời ơi, cho anh Quốc cho hỏi bao nhiêu tuổi rồi? Anh hả? À. Anh mới có 19. À, anh 19 tuổi nhưng anh vẫn ngây thơ như ngày nào. Đúng, là tao phải một con Quốc tao mới bắn được. Lên, coi tao lên. Lên. Vô. Lên. Lên xuống. Cười cái coi. Nè bạn bị dễ thương. Tuyệt vời, nụ cười tuyệt vời. Nãy giờ chưa chụp mà. Phóng nãy phóng nào đi gì phóng? Rồi đi xe lửa hả? Đi rồi leo lên sao điện sao đủ? Phóng. Sao điện đâu chạy? Không đủ chỗ, không đủ điện. Leo lên cái điện tắt. Để không mà sao? Tại vì chỉ khóa chậm tải. Ơn sao mày làm gì xe cái gì á VK của tao vậy? Bảo vệ chính mình. Nhà ở dưới chụp cờ cờ gì? Là cờ là sao? Quay hoàng. Đau quá, nghe tiếng thủy nha. Đấy má chơi. Bây giờ cho hỏi mấy giờ rồi? Đi chơi nhà banh dạ. Bây giờ kém 2 bên. Bây giờ kém 2 bên. 4 giờ rồi. Thôi 4 giờ rồi. 4 giờ thôi mình vô ngâm chân đi, còn mấy này mình về Long Khánh mình chơi cũng được. Về nhà luộc trứng ăn cũng được. Nhưng mà luộc trứng ở nhà mày luộc bằng nồi bếp, còn này là luộc bằng lòng đất. Hiểu không? Vì kiếm gì vậy? Kiếm vàng hả? Ừ. Ngâm chân giữa hai con đường, chúng ta chọn con đường nào đây? Con đường ngâm chân. Ngâm chân hay luộc trứng? Ngâm chân đi. Kéo rồi sao? Cái gì kéo rồi tới đâu? Ở đâu? Chưa tao nói. Ơi, mày nói mày có không đem trứng vô đi ăn. Mày đem bao nhiêu trứng vô mà mày thấy nguyên bao nhiêu thằng không? Dám luộc không? Dám ăn không? Dẹp. Mày luộc. Mày làm gì vậy? Mày luộc đi. Mày luộc đi tao ăn liền. À. Cho phép biểu nghỉ ơi. À, hôm nay chơi rất vui. À. Tại sao bạn vui? À, tại sao? Thì có nhiều người lần này là đi đông nhất với lớn. Quen từ từ, rất nhiều lần. Quen từ từ, đang phỏng vấn thị rồi. Nói tiếp. Sang năm mình mong sẽ được gặp lại lớp và được chơi vui như thế này. Rồi, ok, là mừng rồi. Thì hôm nay nói được những lời như vậy là rất là vui. Em lấy con gấu này. Gì, con gấu dễ thương. Gấu kia bao ngu hơn gấu luôn. Nhà ta nhất mà Vi được tuyên bố câu 8 giờ về là ok rồi. Bà ông giờ chị có cắt đôi. Trời nó đi. Thôi giờ đây. Ba người tại sao cùng nắm chung tay vậy? Chung cái đi bà con ơi, giờ chạy nhổ neo.